Quý vị và các bạn thân mến, mới đây có một số tin đồn có vẻ như sẽ không tốt cho đoàn làm phim Dư Sinh và đặc biệt là Tiêu Chiến. Chúng ta đều biết rằng bộ phim này đã được khởi quay cách đây 2 năm. Sau rất nhiều tin tức, cuối cùng thì bộ phim vẫn chưa thể ra mắt công chúng. Lịch phát sóng của bộ phim đã được ấn định nhưng lại bị hoãn khiến khán giả hoang mang. Gần đây, có một số tin đồn rằng một số người đang giao bán các kịch bản và trang phục liên quan tới bộ phim Dư Sinh với số lượng lớn, kèm theo nhiều chữ ký trên đó. Đây là một trong số những hình ảnh đã xuất hiện trên mạng. Trong hình có thể thấy kịch bản của Dư Sinh, Ngọc Cốt Giao và Vương Bài. Bên cạnh đó còn có cả chữ ký của Tiêu Chiến trên các kịch bản này. Hơn nữa còn có một số kịch bản phim truyền hình, ngoại truyện cũng có xuất hiện chữ ký của Tiêu Chiến. Điều này đã khiến cho cộng đồng mạng đặt một dấu hỏi lớn, đặc biệt là người hâm mộ của Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hoang mang. Rõ ràng ba bộ phim chưa được phát sóng, tại sao đã có người giao bán kịch bản? Điều này sẽ ảnh hưởng đến bộ phim. Nếu khán giả biết trước tình tiết thì bộ phim coi như không còn giá trị hấp dẫn nữa. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, bất cứ đoàn làm phim nào trước khi khởi quay cũng đều thực hiện công tác yêu cầu diễn viên và nhân viên ký cam kết không được tiết lộ kịch bản. Đây là điều hiển nhiên nhằm đảm bảo tính bảo mật cho bộ phim. Nội dung của bộ phim đòi hỏi phải được giữ kín tuyệt đối. Nhưng hiện tại, những lời giao bán tràn lan trên mạng từ kịch bản đến phụ kiện làm phim, điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dư Sinh mặc dù đã có giấy phép phát sóng nhưng lịch chiếu lại không có ngày cụ thể. Công chúng chờ hoài mà phim vẫn không được lên sóng. Trong khi đó thì bộ phim Ngọc Cốt Giao thậm chí còn chưa nộp hồ sơ xin phát sóng. Vương Bài cũng dập dình lên sóng nhưng rồi vẫn mất hút. Vậy điều gì đã xảy ra? Những kịch bản và trang phục được giao bán kia, nếu là thật thì ba bộ phim sẽ đi đâu về đâu? Phim chưa được phát sóng mà kịch bản đã lộ hết rồi. Điều này nếu thực sự là thật thì cả ba bộ phim sẽ không còn cơ hội được phát hành nữa hay sao? Một số cư dân mạng thì lại đồn đoán rằng kịch bản của Dư Sinh được giao bán hoành tráng, kèm theo nhiều chữ ký thế kia phải chăng là thật, và cơ hội bộ phim phát sóng là hoàn toàn không còn nữa nên đã giao bán kịch bản và trang phục nhằm thu hồi vốn. Không biết những kịch bản được giao bán có kèm chữ ký của diễn viên tràn lan trên mạng kia có độ chuẩn xác đến đâu, nhưng nếu kịch bản bị rò rỉ thật thì đoàn làm phim cần xử lý kịp thời. Nếu không, cả ba bộ phim đều không thể phát sóng, đây sẽ là tổn thất lớn đối với Tiêu Chiến. Đặc biệt là người hâm mộ của anh đang rất mong chờ tạo hình mới của Tiêu Chiến ở cả ba bộ phim này. Mỗi một tác phẩm mang đến một Tiêu Chiến mới mẻ, rất đáng để ngóng chờ. Những kịch bản được giao bán trên kia trong ba bộ phim đều liên quan đến Tiêu Chiến và có lẽ có ai đó đã muốn mượn danh anh ấy nhằm thu lợi. Sự quan tâm của công chúng đối với Tiêu Chiến là vô cùng lớn, vì thế có rất nhiều tin tức xung quanh anh ấy mỗi ngày. Việc lộ kịch bản là điều tối kỵ đối với một bộ phim. Điều này ảnh hưởng đến công sức của cả đoàn làm phim, bao gồm cả tinh thần và vật chất. Hy vọng rằng đó chỉ là những kịch bản giả mạo và nội dung của cả ba bộ phim hiện tại vẫn được bảo mật tốt. Nếu thực sự kịch bản là giả, các đoàn làm phim cũng nên nhanh chóng thông báo cho công chúng để tránh hoang mang. Điều này cũng góp phần khiến cho kẻ xấu không còn cơ hội lợi dụng độ nổi tiếng của Tiêu Chiến để kiếm tiền bất chính nữa. Tôi là Như Mây, mỗi ngày đều sẽ mang đến những tin tức mới nhất, trung thực và khách quan nhất đến cho các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.